Chào quý vị các bạn, trên hình bạn có thể thấy đây là cái cảm biến vân tay của trên Huawei Mate 8 đang có mặt tại di động cao cấp.vn. Cảm biến vân tay trên Huawei Mate 8 thì nó gắn rất là chặt trên cái phần nắp lưng của máy. Khi mà điện thoại Huawei Mate 8 hỏng cảm biến vân tay, cần một địa chỉ thay mới vân tay, cảm biến vân tay cho Huawei Mate 8, quý các bạn vui lòng liên hệ 0961234534 di động cao cấp.vn. Có sẵn cảm biến vân tay của Huawei Mate 8 thay mới vì các bạn. Nó nối với bảng mên và sợi cáp này. Sau đó việc thay thế sửa chữa cực kỳ đơn giản. Quý vị các bạn chỉ cần cầm máy qua các địa chỉ của di động cao cấp.vn, chúng tôi tiến hành thay mới cảm biến vân tay cho Huawei Mate 8 nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Đối với khách hàng ở xa không điều kiện đến với di động cao cấp.vn, quý vị các bạn có thể sử dụng dịch vụ ship code COD. Chúng tôi ship cảm biến vân tay của Huawei Mate 8 đến tận địa chỉ hàng yêu cầu. Quý hàng nhận được, quý hàng thanh toán tiền bưu điện nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video tại di động cao cấp.vn.